Ngày 3 tháng 11, Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc cho biết đang lấy lời khai hai đối tượng chuyên dùng xe ô tô tải đi trộm cắp chó vào ban đêm. Trước đó, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 2 tháng 11, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Đắk Nuê, huyện Lắc, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắc phát hiện xe ô tô tải đang di chuyển có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không dừng mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã truy đuổi gần 2 km thì dừng được phương tiện. Lúc này, các đối tượng trên xe đã bung cửa bỏ chạy trốn. Kiểm tra trong thùng xe, tổ công tác phát hiện 28 con chó bị nhốt trong rọ sắt và bao sát rắn. Trong đó có 11 con đã chết, 17 con còn sống với tổng trọng lượng khoảng 370 kg. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk, công an huyện Lắc đã tập trung lực lượng truy xét nhóm đối tượng trên. Đến sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng là Nguyễn Hữu Hòa, 24 tuổi, là người điều khiển xe ô tô tải và Đinh Văn Quy, 17 tuổi. Tại công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm chó trên, trước đó các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp chó khác. Hiện vụ việc đang được công an huyện Lắc tiếp tục điều tra mở rộng.